Xin chào tất cả các bạn, hôm nay gia đình mình sẽ làm món thịt heo luộc cuốn bánh tráng. Hôm bữa giờ mình ăn bún, ăn cơm, ăn mì ngán rồi. Bữa nay mình làm cuốn nha. Các bạn mua thịt heo ba chỉ, cái loại mà phải có thịt tí xíu nha bạn, đừng ăn mỡ nhiều quá, nó ngán quá. Các bạn bắt một nồi nước sôi lên, bỏ củ hành tím vô, rồi bỏ thịt vô luộc. Thì cần phải có hành tím để cho thịt nó bớt có hôi, có mùi thịt đó. Các bạn luộc khoảng 15-20 phút. Nếu mà bạn lấy cái đũa xong vô mà tí xíu bạn lấy cái đũa ra, bạn thấy nước máu trong đó nó không có ứa ra, tức là thịt nó đã chín. Hoặc là bạn lấy con dao bạn cắt ra thử, bạn thấy ở trong nó còn hồng thì bạn luộc thêm 5 phút. Thì sau đó luộc xong rồi bạn lấy ra, bạn để ráo. Có người thì người ta ngâm vô nước lạnh để cho thịt nó trắng, nhưng mà mình thì không cần. Mình cắt lát ra, các bạn mài dao cho bén và cắt từng lát mỏng thôi nha bạn. Tại vì cái miếng thịt này đó, nếu mà bạn cắt dày quá đó, nhìn nó không có thẩm mỹ mà nhìn nó không ngon miệng nữa. Cho nên các bạn cắt miếng thịt là cắt phải nét và mỏng từng miếng, xong rồi mình sắp từng hàng lên, trình bày lên dĩa cho nó đẹp. Đó, bạn thấy không, một dĩa thịt ba chỉ của mình nhìn rất là hấp dẫn và nó đều đặn giống như là máy cắt vậy đó. Tại vì trước khi cắt đó là mình mài cái dao rất là bén. Đây là phần hướng dẫn thêm cho những người khách nước ngoài để người ta biết là mình nhúng tráng như thế nào, chứ thật sự người Việt Nam mình đã biết hết cái đồ này nhúng rồi. Thì mình nhúng với lại nước ấm nha các bạn, đừng có nhúng với nước lạnh, nhúng nước ấm ngon hơn. Nếu mà bạn nào không có cái đồ đó thì mình mua bằng cái, mình nhúng bằng cái tô cũng được. Đây là phần hướng dẫn thêm. Và bạn thấy không, mình làm sẵn salad nè, rau thơm nè, để cho ráo nước hết. Mình cuộn một cái, mình để một cái bánh tráng lên, rồi salad, rồi rau thơm thì gồm có rau ngò ôm, rau dắp cá, tất cả các rau, rau húng lỗi đủ thứ hết, rau quế. Rồi bạn để một lớp kim chi thứ nhì, rồi xong rồi một lớp dưa giá. Dưa giá này là cũng mình làm đó bạn. Nếu mà bạn muốn biết cách làm dưa giá như thế nào thì bạn vô cái kênh YouTube So Easy Cook đó, thì có phần mình trồng giá và mình làm dưa giá luôn, rất là dễ làm. Sau đó bạn để từng miếng thịt luộc lên, rồi bạn để một cái ví dụ như bạn muốn làm đều đó thì bạn chuẩn trên một cái dĩa, thì cứ cái nào cũng làm 4 miếng thịt hết. Bạn nhớ cái khoảng cách nó, thì bạn cuốn rất là đều một mâm. Ví dụ như khi có tiệc tùng gì đó, mình cuốn 50 cuốn nó đều lại đều đặn hết thì rất là đẹp. Bạn cuốn như vậy thì nó sẽ rất là đều tay, nó vừa, nó không quá lớn, không quá nhỏ. Đó, bạn thấy không, vậy là mình đã có một cái cuốn bánh tráng thịt luộc ba chỉ rất là hấp dẫn. Mà ăn món này đó thì ví dụ như mình cũng có thể làm sẵn rồi mình đi picnic, nhưng mà ở dưới các bạn lót một bịch đá, một bịch đá, rồi mình để cái này lên trên, rồi nước sốt á thì bạn bỏ trong hũ gắn chặt, xong rồi mình đi picnic á, thì những cái ngày mà mùa hè nóng thì mình ăn món này ai cũng thích hết các bạn, còn hơn là thịt chiên hay là những cái món bột khác. Ăn cái này mình ăn nhiều cũng không có sợ mập đó. Bạn cũng có thể làm bằng thịt đùi cũng được. Còn cái phần nước mắm á, thì mình nấu 2 phần nước, 1 phần đường, 1 nửa phần giấm, khuấy đều lên rồi tắt lửa. Khi mà nguội rồi á, bạn mới bỏ ớt với lại tỏi bầm vô. Thì bạn cắt tủ lạnh á, thì bạn đừng có bỏ ớt tỏi vô trước. Nếu mà muốn để dành, mình để tủ lạnh á, thì mình chỉ có nấu nước mắm lên thôi. Khi nào mà ăn á, thì mình đổ ra chén, rồi lúc đó mình hãy bỏ ớt tỏi vào. Xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình kế tiếp nha.